rồi. Đâu rồi? Sao gì mà mới sáng sớm la làng lên vậy? Điên quá mẹ. Tao bật nhiều táp quá bây giờ nó đơ rồi. Ừ, nhiều táp thật trời ơi. Thôi đại nào rồi mà mày còn xài cái trình duyệt này đây. Đây tao chỉ cho. Trình xuân nó bình thường mà. Đây xài trình duyệt này. Đấy tao hay xài cái này nè. Mệt nhiều táp cũng tao vẫn thấy không lát. Cốc cốc á. Ừ. Xanh xanh đấy á. Ừ. Nhìn quen đấy nhưng mà tao không hay dùng này. Tao hay dùng kia thôi. Dùng được không? Được. Không tin tao à? Không. Trời ơi tức thật. Con Chi nó không tin mình. Được rồi. Bây giờ tao sẽ chứng minh cho mày cốc cốc là một trình duyệt rất phù hợp để cho những đứa như mày sử dụng. Như tao. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn một vài người trong văn phòng xem là họ có biết gì về cốc cốc hay không, và họ có sử dụng cốc cốc hay không, và đối với họ cốc cốc là một trình duyệt như thế nào. Hello Châu Giang, mày online bao nhiêu tiếng một ngày? Online bao nhiêu tiếng? Ừ. Chắc trên 8 tiếng nhỉ? Trên 8 tiếng. Vậy thì mày thường online bằng điện thoại hay là laptop? Cả hai. À. Đang mở cả hai. Ê, tao đang thấy mày xài cốc cốc để tải video kìa. Ừ. Thì dùng cốc cốc chủ yếu là tải video mà. Mày nếu như mà tải video xong rồi thì mày có dùng cốc cốc nữa không? Có. Quen. Cứ bịch thôi. Có vẻ như là mày đang xài một cái trình duyệt không phải cốc cốc. Ờ, tại sao mày xài cốc cốc? Tại sao mày lại không xài cốc cốc? Tao chỉ xài cốc cốc để tải video thôi. Ừ. Ừ, tải phim đồ các kiểu chứ. Nhưng mà thấy mày cũng mở nhiều tab quá kìa. Ừ thì đó, mở xài nhiều tab không xài cốc cốc á. Xài cốc mở nhiều tab nhiều khi lắc máy hiểu không? Đó là phải xài cái này. Anh Bảo ơi, anh đang edit clip hả? Không. Anh đang lướt Spotify. Dạ. Anh hay dùng trình duyệt web nào vậy anh? Thì em vẫn thường xài Chrome thôi, nhưng mà lâu lâu có xài thêm cốc cốc. Ồ, vậy thì anh cũng có xài cốc cốc. Ừ. Và xài Chrome cả hai luôn. Đúng rồi. Anh có xài cốc cốc trên điện thoại không? Nope. Tại sao? Em thấy nó không có gì để mà không có gì đặc biệt để mà xài đó. Không, chị không xài cốc cốc. Sao nhưng mà chị biết cốc cốc? Sao? Chị biết nó từ trước rồi nhưng mà chị không có xài. Nhưng mà sao chị biết rồi chị không xài? Em người Việt mình sẽ ủng hộ người Việt, em cái gì ác của người Việt thì mình phải sử dụng người Việt. Cốc cốc quay. Cốc cốc. Chị không nghĩ là của người Việt. Chị không biết chứ mà chị không nghĩ. Cốc cốc quay. Cốc cốc của người Việt. Hả? Chị trang điểm tiếp đi. Ủa, cốc cốc của người Việt hả? Đúng rồi, cốc cốc của người Việt nha. Xíu nữa chị sẽ nghiên cứu. Của người Việt thiệt hả? Ừ, của người Việt. Đây nha, mày đã thấy tao đi phỏng vấn. Và có rất là nhiều người không hay sử dụng cốc cốc. Nhưng hôm nay tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Đầu tiên á là mọi người nghĩ cốc cốc chỉ có để download thôi đúng không? Ừ. Mày nghĩ là mày chỉ để tải nhạc với cả tải phim về cài phim thôi đúng không? Đấy, khi mà vừa mở một chiếc video clip trên cốc cốc thế là cốc cốc đã đề xuất cho chúng ta có thể tải video này xuống với chất lượng mà các bạn có thể tùy chọn, hoặc là các bạn có thể tách ra chỉ tải âm thanh thôi cũng được nữa, phù hợp với những bạn thích tải những cái bài nhạc có bản quyền trên YouTube này. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn có cái tính năng mobile tắt đèn hay là game video. Game video này thì các bạn có thể để cái tab nhỏ ở đây và cái clip này nó sẽ vẫn luôn hoạt động trong khi bạn làm những cái công việc khác như là đọc báo hay là làm việc. Và tính năng này sẽ phù hợp với những cái bạn mà thích cày view cho idol, mà vừa cày view lại vừa có thể đọc báo hay là làm những cái công việc hàng ngày của mình. Đấy. Nhưng không. Đấy, khi mà mày tạo một cái tài khoản cốc cốc chung như thế này á, thì sau này nó đồng bộ hóa cả mật khẩu rồi những cái trang web mà mày hay vào. Thì đầu tiên ví dụ như là YouTube, mày vào Chi Sally để quản lý kênh YouTube của mày đúng không? Là cốc cốc sẽ lưu vào luôn. Đúng rồi. Xong rồi sau đó mày nhảy qua Facebook để mày chat chít, nhắn tin với người yêu. Thì đây, nó có sẵn nói chung là mật khẩu cho tất cả mọi thứ. Tiếp theo thì bây giờ mày mở một cái, khi mà mày vừa mở cốc cốc lên mày chưa kịp mở một cái tab nào hết đúng không? Thì nó đã có sẵn, nó lọc sẵn tất cả những cái loại tin tức mà mày hay đọc. Ví dụ như là Maria Ozawa cổ vũ Indonesia, really, drama mà mày hay quan tâm là nó sẽ mày ơi, hết luôn. Ví dụ như là tìm hiểu anh nào, chị nào có thứ, xong rồi nó có lưu lại lịch sử không? Có. À vậy được, tao hỏi cho bản thân của tao, Châu Giang. Tôi đây là trí tuệ nhân tạo ở AI để học cái thói quen lướt web và đọc tin của mày. Mày mở nhiều tab đúng không? Ừ. Mày mở nhiều việc, mày kiểu mày cố tỏ ra với Duy Anh là mày đang làm việc đúng không? Trời gì á? Tao làm việc thật. Nhưng mà thật ra tao biết là mày hay mở Messenger để nhắn tin với người yêu đúng không? Biết crush của mày đúng không? Tao biết, không sao, giờ tao sẽ chỉ mày. Mày sẽ vẫn mở rất là nhiều tab như thật này, công việc này, Drive này, rồi YouTube này, rồi Gmail các thứ đúng không? Nhưng mày có thấy cái này bên này không? Đấy, cái này. Mày nhấn vào đây. À, một cái logo hả? Nhỏ thôi. Đấy, ví dụ như mày đang làm việc đi, cái tab làm việc của mày đây đúng không? Mày mở một cái nhỏ nhỏ Messenger bên mày chat với người yêu, xong rồi Duy Anh đến, mày tắt đi. Bây giờ tao biết luôn á. Hay không? Rồi còn gì nữa không? Còn nhiều lắm. Mày là một đứa mở rất là nhiều tab đúng không? Ừ. Mày không kiểm soát được mày đang làm cái này phải nhảy qua cái kia đúng không? Nhưng mà nếu mà mày mở nhiều tab như vậy thì sẽ gây đến việc là máy của mày sẽ bị lag đơ và chậm. Tuy nhiên thì với cốc cốc á, mày chỉ cần là mày vào phần cài đặt nhá. Đây, phần cài đặt đây. Ừ.
nó có một cái chức năng gọi là đóng băng tab. Đóng băng tức đóng là băng sao tab. Nếu như mà mày để chỉ tập trung vào những cái nào mày đang sử dụng thôi, còn những cái mày không đang sử dụng á thì lát hồi một tiếng sau mày quay lại nó mới bắt đầu tải lại. Lưu ý là khi nào máy mày dưới 4GB á thì nó sẽ tự động kích hoạt cái chức năng này lên, nhưng mà trên 4GB thì mày phải vào cài đặt như thế này, rồi vào nâng cao như thế này đây đấy, kéo xuống dưới mày sẽ thấy cái gọi là tự động giải phóng tab. Vậy là tao cũng có thể cài đặt mấy cái này. Đúng, rất là dễ. Nó tiện nhỉ, kích hoạt lên thôi đấy như này. Này lâu lâu tin mày cũng đúng đấy. Bình thường thì không nên tin lắm. Really nigga. Rồi nha, bây giờ mày thử nhắn tin cho tao đi. Đây. Đây. Bây giờ hello. Yay. Rồi. Đây. À, nhìn kìa. Đây là tin nhắn của Quỳnh Chi, nhưng mà cái trang tab Facebook này của Đan vẫn không có hiện lên thông báo gì hết. Bình thường nó sẽ có số 1 ở trên này đúng không? Hoặc là Quỳnh Chi nhắn tin cho bạn đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà tao bật vào như này, nó mới bắt đầu loát lại này, thấy không? Đấy. Thì lúc đấy nó mới cập nhật những cái tin nhắn đúng mới. Rồi, đúng rồi. Đấy, thì vì tin nhắn của mày nó mới ở đây mà nãy giờ thì nó không có. Để cho những cái tab kia ổn định hơn và máy của mày sẽ không bị giật lag. Mà cũng không bị tốn pin. Và việc Cốc Cốc là một trình duyệt của người Việt cho nên tạo ra để phục vụ nhu cầu cũng như thói quen lướt web của người Việt. Như các bạn có thể thấy là Cốc Cốc hoàn toàn có thể chặn được những quảng cáo khó chịu, đặc biệt là với những trang web mà chúng ta hay truy cập như là để xem phim, lướt web thì sẽ không còn quảng cáo xuất hiện trên Cốc Cốc nữa đâu. Đấy, hay không? Điện thoại mày chưa có đúng không? Tải về ngay đi. Tải về Cốc Cốc điện thoại xài luôn cho tiện như thôi. Thôi mày ơi, nhưng mà có trên máy tính rồi thôi. Tại cùng dùng điện thoại cập nhật lắm. Không, tiện lắm. Bởi vì mày đã có tài khoản Cốc Cốc ở trên PC hoặc là laptop rồi, khi mày tải Cốc Cốc về điện thoại của mày á thì điện thoại của mày sẽ kiểu đồng bộ hơn. Nói chung là máy tính mày như thế nào thì điện thoại mày khi dùng Cốc Cốc cũng sẽ như thế. À, vậy là nếu như mà tao đi ra ngoài, tao không có thể cầm máy tính thì có thể dùng điện thoại. Đúng rồi. Tiếp theo một cái nữa mà mọi người hay nghĩ là Cốc Cốc sẽ thường không phù hợp với người Việt, bởi vì Cốc Cốc là một trình duyệt nước ngoài, nhưng không, Cốc Cốc là một trình duyệt do người Việt Nam tạo ra và làm ra, cho nên là sẽ rất là phù hợp với những cái thói quen và sở thích của người Việt. Đấy, thì từ nay Cốc Cốc sẽ giúp mày kiểu như là tối ưu hóa công việc của mày hơn, và nó sẽ trở thành một cái người trợ lý để cho mày có thể sắp xếp và làm việc nó khoa học hơn, không bị rối, không bị linh tinh nữa, mà quan trọng là khi làm việc vẫn có thể nhắn tin với người yêu. À, được. Mà không bị dính quảng cáo. Ê nói nghe nè, hay vậy, lần tiên tao biết luôn á. Xưa giờ là hay chỉ dùng mấy cái ứng dụng khác thôi. Thế là sau này nên tin tao nhé. Mọi việc. Không mẹ ạ, tùy việc chọn lọc, mày phải giải thích tao mới biết được chứ. Này, công nhận hay, cảm ơn. Không có gì. Các bạn nhớ là đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube S Channel nhé. Còn bây giờ thì bye bye.